Đây là sau khi em đã cắm điện lên và đã test thử được một lúc thì để mà nói với test thử thì chúng ta cũng chỉ cắm nhạc vào, chơi nhạc lên thôi, đúng không ạ? Đấy, nhưng cái này thì em sẽ chia sẻ với các bác như sau. Về cái chế độ ES Pro Singer này thì nếu như các bác mà gạt cái công tắc ES Pro Singer sang chế độ on này thì nó sẽ có một đèn ở phía trước, cái con đại kia nó sẽ sáng một vàng cam lên. Đó. Và khi nghe nhạc ấy thì nó sẽ cho ra một chất âm nó hơi nạ một tí. Tức là nó nạ như nào? Như bình thường nha các bác nghe ấy, thì là nhạc gần như flat, bass trùng tem nó đều. Nhạc Pro Singer này thì nó sẽ kiểu như là tép nó đá lên một tí và bass nó đá lên một tí. Đấy. Pro Singer. Đấy. Thì đây là một cái điểm hay, và cũng một cái điểm đặc biệt nữa là khi các bác chơi đánh theo kiểu một con đẩy này, đánh một súp một nở, ví dụ thế, các bác gạt ví dụ kênh A gạt sang subwoofer. Đấy, thì kênh B các bác gạt sang non-cut. Đó. Các bác cắt trên kênh A là 90Hz, các bác cắt kênh B cũng phải tương tự 90Hz. Thì khi điểm giao thoa giữa hai loa non full và non súp nó sẽ đồng đều với nhau. Tương tự như vậy, khi các bác đảo chỗ này, kênh B là đánh súp, kênh A là đánh full, thì các bác gạt sang non-cut và B là để subwoofer. Đấy, thì nó cũng cắt như vậy. Và cái phép quy này khi các bác để sang non-cut thì các bác vặn volume này, vặn cái phép quy đằng sau này, vặn về 25Hz thì gần như là nó không có cắt tí bát nào, nó chỉ cắt một tí 25Hz HPF. Đấy. Còn các bác vặn lên 50 thì 50Hz HPF 90 này, 125 này, 150 này. Đấy, thì nhà hãng nó có đánh dấu đây và nó cắt nó rất là dứt khoát luôn, cắt nó chính xác, nghe nó hay lắm. Thì để chứng minh cho các bác thì bây giờ em sẽ phát lên một đoạn nhạc để các bác cùng nghe thử xem là chất lượng âm thanh của cái cục đẩy này khi đánh qua non cút hoặc là subwoofer cắt nên nó như nào. Thì đây em đang sử dụng tạm một chiếc loa là đến từ thương hiệu là CV Audio, có mã là CF12. Đây là chưa bật ES Pro Singer này. Gần như các bác nghe mà để phát hiện tiếng súp các bác phải cắm vào tai nghe headphone. Nó chỉ lên một tí thôi, em cảm nhận được. Bây giờ em sẽ gạt lên. Đấy, cái tiếng bass nó dày hơn. Tương tự như vậy. Cắt đi này. Các bác gạt sang long cút này. Đây là gần như không có tiếng bass nhá, tiếng khá là mỏng này. Vặn giảm này đi lên tiếng bass này. Đấy, nó lên tiếng bass 90Hz này. Đó, tiếng nó mỏng đi nhá, khi các bác vặn lên 150 này. Không có tí bass luôn. Đó. Nó hay chưa? Đấy, nhưng gạt sang Pro Singer này không tác dụng. Đấy. Tức là cái Pro Singer này nó chỉ áp dụng với các bác khi gạt về OFF là tắt thì là nó sẽ có tác dụng. Đấy. Tiếng nó có tiếng bass rồi nhá, nhưng bây giờ gạt lên tiếng nó sẽ dày hơn. Đấy. Nó gần như là sẽ có thêm một cái mạch echo đằng sau cái bo bên này, nó sẽ nắn bát tép mỗi thứ lên một tí. Đấy. Nó rất là hay. Đó, ok. Thì trên đây là cái video giới thiệu qua về cái chức năng sử dụng của cái mạch Pro Singer cũng như là test thử luôn cho các bác. Thì thực tế em vừa test lên rồi, nhưng mà tầm này thì không test nữa. Bởi vì bây giờ nó có hơn 1 giờ mà test lúc đầu hàng xóm sang chơi. Dành được. Đấy, thì trên đây là cái video giới thiệu về cái sản phẩm Yamaha với mã là P5000S test thử với cái loa tàu. Đấy. Cặp này thì bên em đang có bán với mức giá khoảng gần 9 triệu. Giá rất đẹp cho cái toàn thể các bác nhé. Đấy. Các bác xem này. Máy xịn. Đó. Bật lên này. Máy xịn nhé các bác nhé, các bác hoàn toàn yên tâm. Bao test các bác lấy dùng thử trong vòng 7 ngày không ưng ý đổi sang hàng khác, đổi thôi nhé chứ không có trả hàng. Mua mà nó cứ gửi đi gửi về
trước khi mua hay trước khi xuống tiền, các bác xem kỹ video nhé, bởi vì cái này em quay khá là chi tiết về cái hình thức, cái độ xước nhưng mà độ đẹp, độ xước, độ xấu của cái cục đậy này, nó có như thế thôi. Và sắp tới mà có thời gian rảnh nữa thì em sẽ cố gắng lên sóng để livestream chia sẻ một số cái kiến thức chuyên môn để tư vấn cho các bác. Các bác chơi gia đình hay là chơi sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp mà muốn hiểu biết thêm về cái khoa học công nghệ hay là cái kỹ thuật setup với những hệ thống âm thanh này thì em sẽ cố gắng lên sóng livestream. Bởi vì bây giờ rất muốn lên sóng livestream rồi nhưng mà mạng chưa kéo. Đấy, mạng còn chưa thèm kéo. Camera còn chưa thèm lắp ở quán cơ, chưa thèm lắp cơ. Trên đây cũng là video test thử. Đấy. Ngoài những cái hàng bãi cao cấp này ra thì bên em có hàng mới, các sản phẩm nhập khẩu chính hãng. Thì các thương hiệu ví dụ như QT này, Zigbee Master Sound này, đấy, CB Audio này, đấy. Đầy đủ nhá, gần như không thiếu đâu. Có một cái là hết tiền. Ngoài ra em còn một chiếc này nữa thì cái này em sẽ xử lý sau. Em sẽ lên clip lần sau. Đấy. Lên clip lần sau khi nào xong vãn việc này em sẽ xử lý chiếc này và em thanh lý cho các bác, giá rẻ thôi, hàng vãi xịn nhá, hàng chính hãng của nhà Yamaha, và em sẽ có clip bóc ruột chia sẻ cho các bác kiến thức chuyên môn về cái mixer này trong clip lần sau. Còn hôm nay thì test đến đây thôi. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.